rất xù xì, rất gai góc, rất khó chịu nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Một chiếc thẻ vàng dành cho đội trưởng Phạm Mạnh Hùng. Mạnh Hùng thúc cả đầu gối vào phần lưng của Petro Paulo. Vừa rồi là một chiếc thẻ vàng xứng đáng dành cho Mạnh Hùng với pha phạm lỗi với Petro Paulo. Rất nguy hiểm, tỷ số nước mở dành cho đội khách. Rất bất ngờ, người ghi bàn đó là Petro Paulo. Lại là một tình huống cố định. Bàn thắng thứ 3 cho cá nhân Petro Paulo ở mùa giải năm nay. Và đội khách đã là những người vừa lên sân trước. Rất bất ngờ, điểm đá phạt rất xa. Không ai nghĩ đó là một tình huống nguy hiểm, nhưng khả năng không chiến tốt của Petro Paulo đã giúp cho câu lạc bộ Sài Gòn vươn lên dẫn trước 1-0. Pha lập công của Petro Paulo đến ở phút thứ 33. Một thế trận đi theo đúng ý đồ của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha đánh đầu rất khó, pha đánh đầu cầu Âu. Và phần nào đó Văn Toản đã mắc sai lầm. Bóng đi rất xa. Lại là một chiến thắng 1-0 nữa dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Giovane rất nguy hiểm, tuyệt vời. Tỷ số là 2-0. Và đây là dấu chấm hết dành cho Hải Phòng. Giovane và Petro Paulo lại lập công. Lần này đó là chiến thắng 2-0 của câu lạc bộ Sài Gòn. Không phải là những chiến thắng tối thiểu nữa. 2-0 ở phút bù giờ thứ 6. Và có lẽ trọng tài Vũ Nguyên Vũ cũng sẽ nổi tiếng còi kết thúc một trận đấu rất thất vọng dành cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Cũng giống như Petro Paulo, Giovane tiếp tục để lại dấu ấn. Một pha đá phạt hàng rào cực kỳ đẳng cấp. Bóng đi sát sạt cột dọc và Văn Toản không có cơ hội để chạm tay vào bóng. Bóng đi vòng qua hàng rào. Bàn thắng thứ 4 của Giovane. Giovane và Petro Paulo, bộ đôi tiền đạo ngoại của câu lạc bộ Sài Gòn, tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay. Đó đã không vượt qua được Diakite. Đây là Công Phượng đột phá. Sâm Ngọc Đức. Hay, Công Phượng. Tỷ số là 1-2. Đáng khen cho những nỗ lực của cầu thủ áo đỏ trong tiếng vừa rồi. Sâm Ngọc Đức và Công Phượng đã tìm thấy nhau trong một pha bóng có thể nói là không hề đơn giản. Cú tỉa khe của Sâm Ngọc Đức thực sự là đủ khéo léo và thông minh. Còn với Công Phượng thì đó là bàn thắng thứ 3 ở V-League 2020. Sự nhanh nhẹn và duyên ghi bàn đã trở lại với Công Phượng. Tất cả đều rất hợp lý. Ngay cả cú tiếp bóng cuối cùng của Công Phượng cũng vậy. Rất đáng khen cho nỗ lực của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một thế trận có thể nói là rất nhiều sự bế tắc thì Sâm Ngọc Đức và Công Phượng sự sắc. Giang Trần Quách Tân, cơ hội. Sút bóng. À! Kịch tính đã được đẩy lên cao trào ở phút đá bù giờ cuối cùng. Chính xác là những giây bù giờ cuối cùng. Tỷ số là 3-2 cho Than Quảng Ninh. Thật khó tin cho cái kết này. Giang Trần Quách Tân, sự thay đổi người của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trong hiệp 2. Và đây là gương mặt thẫn thờ của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, người có lẽ là cùng với những người cộng sự của mình không thể tin được rằng Nam Định lại gục ngã những giây cuối cùng đến như vậy. Khán đài chia hai nửa vui buồn, sự bùng nổ của các cổ động viên áo xanh. Trong khi đó là sự tiếc nuối và thất vọng của Dược Nam Hà Nam Định. Hãy xem cú đá này. Bóng đi vào góc khó. Thêm một pha lập công đẹp mắt nữa. Tỷ số là 3-2 nghiêng về phía Than Quảng Ninh. Pha phối hợp giữa Nhật Minh, Mạc Hồng Quân và Giang Trần Quách Tân. Tỷ số là 3-2. V-League năm 2020
là giải đấu của những bàn thắng trong những phút bù giờ cuối cùng ở những vòng đấu gần đây. Trong các vòng đấu đều dẫn tới sự thay đổi về vị trí. Pha can tuyến hai, chân trái, goal! Đó là một pha làm bàn đẳng cấp, một cú sút quá hay đưa Than Quảng Ninh vượt lên. Tuyệt vời cho pha lập công vừa rồi. Than Quảng Ninh đã lội ngược dòng để vươn lên dẫn 2-1. Chúng ta sẽ chờ đợi tới tình huống quay chậm để một lần nữa chiêm ngưỡng pha lập công vừa rồi. Và đây là Hải Huy, người đang phải nghỉ thi đấu dài hạn và đang ngồi trên khán đài để theo theo những người đồng đội của mình. Đó là một pha lập công vô cùng đẹp mắt. Hải Long đã có một cú nát Đại Bắc, đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt. Tỷ số là 2-1. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một nhịp vào đà và sau đó là cú sút không thể cản phá. Bóng bật vào mép dưới xà ngang trước khi làm tung lưới của thủ môn Đinh Xuân Việt. Hãy cùng xem lại cú đá này. Rất hay. Nó không khác gì cái cách mà Raven Sơn của Dược Nam Hà Nam Định đã ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Viettel. Giải đấu bóng đá số 1 Việt Nam ở mùa giải 2020 đang có quá nhiều những bàn thắng đẹp mắt, đem lại cảm hứng cho người hâm mộ.